hai lúa đã quay trở lại rồi đây hôm nay chúng ta tiếp tục series đọc bia box cùng hai lúa ở tập trước chúng ta đã hoàn thành chương elicitation and collaboration hôm nay chúng ta tiếp tục qua chương mới đó là requirements life cycle management chúng ta tạm dịch là quản lý vòng đời của yêu cầu đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về cái tổng quan quản lý cái vòng đời của yêu cầu vòng đời của yêu cầu mô tả các cái nhiệm vụ mà các ba thực hiện để quản lý và duy trì các yêu cầu thông tin thiết kế từ khi thành lập cho tới khi nó nghỉ hưu nghỉ hưu tới đây có thể hiểu giống như là cái dự án nó hoàn thành các cái nhiệm vụ mô tả này thiết lập các mối quan hệ có ý nghĩa giữa các yêu cầu các thiết kế liên quan đánh giá các thay đổi đối với các yêu cầu khi mà các thay đổi được đề xuất đồng thời phân tích và đạt được sự đồng thuận về các thay đổi Mục đích của việc quản lý vòng đời các yêu cầu là để đảm bảo rằng các yêu cầu và thiết kế giải pháp của các tổ chức, các doanh nghiệp các bên liên quan nó được liên kết với nhau và các cái giải pháp nó phải có một cái sự gì đó nó đảm bảo được cái giá trị, đảm bảo được cái sự hoàn thành. Nó liên quan tới mức độ kiểm soát đối với các yêu cầu và các thách thức các yêu cầu sẽ được thực hiện trong giải pháp thực tế và sẽ được xây dựng và chuyển giao như thế nào đối với các stakeholder, các tổ chức, các doanh nghiệp các bên liên quan. Nó cũng giúp đảm bảo rằng các thông tin cần thiết của BA có sẵn để mà có thể sử dụng trong tương lai thì cái việc quản lý yêu cầu vòng đời này nó đòi hỏi ba cái yếu tố à, thứ nhất đó là chúng ta phải bắt đầu bằng việc là chúng ta tìm hiểu được cái needs. À, hiểu là cái needs ở đây đó chính là cái problems và cái opportunity như là chúng ta đã học rất là nhiều về cái định nghĩa về chữ needs trong cái môi trường bia box này tiếp theo là nó chúng ta phải phát triển các cái giải pháp phù hợp để mà có thể đảm bảo được giải quyết những cái niche mà cũng như là cuối cùng là mang lại cái giá trị và khi mà các cái giải pháp này nó bị về yeah, hưu nó bị loại bỏ thì uh, nó sẽ được kết thúc cái vòng đời này thì bản chất thì cái vòng đời này nó là cái sự lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại liên tục việc quản lý các yêu cầu này không có nghĩa là kết thúc khi mà giải pháp được thực hiện thì trong suốt các vòng đời này thì chúng luôn cấp các giá trị một cách thích hợp và luôn được quản lý một cách chặt chẽ trong cái phạm vi kiến thức về quản lý vòng đời yêu cầu này, uh, khái niệm về mặt vòng đời tách biệt với phương pháp luận hoặc quy trình được sử dụng để chi phối công trong công việc BA. Vòng đời đề cập đến sự tồn tại của các giai đoạn hoặc trạng thái khác nhau mà các yêu cầu đi qua như là một phần của bất kỳ thay đổi nào, các yêu cầu có thể ở nhiều trạng thái của một lúc. Thì các bạn nhìn uh, sơ qua ở đây, các bạn sẽ thấy là việc xử lý yêu cầu nó là một cái gì đó nó rất là rộng và xuyên suốt cái quá trình làm việc của một BA cho dù là IT hay là non IT chúng ta luôn phải đảm bảo cái việc là chúng ta xử lý yêu cầu làm sao cho nó liên tục nó rõ ràng nó cụ thể nó đảm bảo được cái solution đảm bảo được cái solution nó hiệu quả và nó mang lại giá trị cho các bên liên quan thì chúng ta cùng xem cái diagram này đây là một cái thể hiện được cái vòng đời một cái sự yêu cầu nó sẽ được trải qua các cái giai đoạn các cái bước như thế nào việc mà quản lý lifecycle này nó bao gồm những cái nhiệm vụ như sau, à, cái vấn đề đầu tiên đó là trace requirement à, các bạn thấy cái chữ trace requirement theo dõi cái yêu cầu, phân tích và duy trì các mối quan hệ giữa các yêu cầu, thiết kế, à, thành phần các giải pháp và các sản phẩm công việc khác nhau để phân tích các tác động phạm vi và cái sự phân bổ, maintain requirements à, đảm bảo rằng các yêu cầu và thiết kế là chính xác và hiện hành trong suốt vòng đời và tạo điều kiện cho việc sử dụng lại nó thích hợp. Variety requirements đánh giá giá trị mức độ khẩn cấp và rủi ro liên quan tới các yêu cầu và thiết kế cụ thể để đảm bảo rằng các công việc phân tích và hoặc việc bàn giao được thực hiện cho những yêu cầu quan trọng nhất tại bất kỳ điểm nào ở đây các bạn thấy là cái đầu tiên là chúng ta luôn phải theo dõi duy trì và đánh giá được cái mức độ ưu tiên của từng loại yêu cầu tiếp theo đánh giá cái yêu cầu về mặt thay đổi đánh giá cái việc thay đổi của những yêu cầu thì việc đánh giá các yêu cầu mới và đang thay đổi của các bên liên quan để xác định xem chúng có cần được thực hiện trong phạm vi thay đổi hay không approve requirement khoan mình thì khi mà chúng ta làm việc với các bên liên quan tham gia vào quá trình quản trị để đạt được sự đồng thuận và thống nhất về mặt thiết kế về mặt giải pháp thì các bạn thấy là cái nguyên tắc của các việc mà BA làm gì nó cũng phải đảm bảo được cái sự là bạn seconder, bạn ấy phải confirm, bạn seconder, bạn ấy phải approve chứ BA không thể nào tự biên tự diễn được. Phần tiếp theo chúng ta cùng hiểu coi là trong cái và quản lý vòng đời của yêu cầu này thì mô hình backcom nó được hiểu như thế nào. Đầu tiên là các bạn thấy chữ change. À, cái phần bên tay trái thì mình sẽ không có đọc lại nữa Tại vì các cái chương khác nhau nó đều có cùng một nội dung Chúng ta cùng tìm hiểu cái cột bên tay phải à, Bên tay phải các bạn thấy là chúng ta cần phải quản lý à, Quản lý cách đánh giá các thay đổi được đề xuất đối với các yêu cầu và thiết kế trong một cái sáng kiến Chữ NIST thì chúng ta cần phải uh, uh, theo dõi, duy trì, ưu tiên các yêu cầu để đảm bảo rằng các yêu cầu được đáp ứng Solution giải pháp thì chúng ta cần phải theo dõi các yêu cầu và thiết kế đối với các cái thành phần của giải pháp để đảm bảo rằng nó thỏa mãn nhu cầu, nó thỏa mãn cái need, nó giải quyết được cái problems và cái opportunity. Các cái bên liên quan, các cái bên liên quan thì chúng ta phải làm việc chặt chẽ với các bên liên quan để duy trì sự hiểu biết, thỏa thuận. Đặc biệt là chúng ta phải luôn cần cái sự phê duyệt, cái sự approve, cái sự confirm của các bên liên quan đối với các yêu cầu và các cái design các cái thiết kế của chúng ta khi mà các bạn làm một cái gì đó thì trong với VA nó luôn phải nó luôn phải mang lại giá trị cho các bên liên quan và đế chị đối với cái liên quan nó đòi hỏi các việc là các bạn phải uh, duy trì và làm sao để mà các cái yêu cầu có thể tái sử dụng uh, có thể không phải là ở cùng một dự án nó có thể ở rất nhiều dự án khác nhau nhưng uh, các bạn có thể hiểu là chúng ta khi mà chúng ta có một cái kho tàng phân tích khi mà chúng ta có một cái kho tàng các cái kết quả phân tích thì nó sẽ giúp cho chúng ta uh, dễ dàng tái sử dụng và mở rộng cái giá trị vượt ra ngoài cái nhu cầu vượt ra ngoài cái yêu cầu vượt ra ngoài cái, cầu, ra ngoài cái sáng kiến hiện hữu context thì ở đây các bạn sẽ phải phân tích bối cảnh để mà hỗ trợ các hoạt động truy tìm, tìm kiếm, ưu tiên vân vân để mà chúng ta có thể đảm bảo được các cái giải pháp, các cái yêu cầu nó phải tương ứng với nhau, nó có cái sự sắp xếp cái thứ tự ưu tiên phù hợp. Phần tiếp theo các bạn thấy đây là những cái input, những cái task những cái output của cái chương này và chúng ta sẽ lần lượt thông qua những cái theo như phần 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 vân vân để mà chúng ta tìm hiểu sâu hơn về các cái input, các cái output. Ok, phần tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu cái task đầu tiên của cái chương requirement lifecycle management này, đó là trace requirement. Mình tạm dịch là truy vết theo vết cái yêu cầu. Mục đích mục đích của việc theo dõi truy vết cái yêu cầu là để đảm bảo rằng các yêu cầu và các cái thiết kế ở các cấp độ khác nhau được liên kết với nhau và quản lý các tác động của sự thay đổi đối với một cấp độ đối với các yêu cầu liên quan. Thì mục tiêu nói chung là các bạn thấy là yêu cầu đôi khi nó có thể cố định xuyên suốt cái project, cái dự án nhưng đôi khi cái yêu cầu nó có thể thay đổi tùy thuộc vào cái thay đổi về mặt môi trường, thay đổi về mặt điều kiện thay đổi về mặt sở thích, thay đổi về mặt hoàn cảnh vân vân và vân vân. Thì cái việc theo vết, cái việc lưu trữ các cái thông tin liên quan tới yêu cầu là vô cùng quan trọng và BA luôn phải là người làm chủ. Tìm hiểu tiếp theo, các bạn sẽ thấy là cái các cái yêu cầu được xác định nguồn gốc và ghi lại nguồn gốc của từng yêu cầu. Bao gồm khả năng xác định nguồn gốc ngược, khả năng xác định nguồn gốc chuyển tiếp và các mối quan hệ của nó với các yêu cầu khác. Khả năng xác định nguồn gốc được sử dụng để giúp các bạn đảm bảo rằng các giải pháp phù hợp với các yêu cầu và hỗ trợ quản lý phạm vi, thay đổi, rủi ro, thời gian, chi phí và giao tiếp. Nó cũng được sử dụng để phát hiện các chức năng bị thiếu hoặc là để xác định xem có chức năng nào được triển khai, chức năng nào không được hỗ trợ bởi bất kỳ yêu cầu nào hay không. Ở đây các bạn sẽ thấy là nghe thì nó hơi bị lý thuyết, nghe thì nó hơi bị rối rắm đúng không ạ? Thì bản chất ở đây các bạn sẽ thấy là cái câu từ chúng ta hay gọi là làm gì cũng phải nắm bắt được cốt lõi vấn đề. Thì khi mà các bạn xử lý về mặt yêu cầu, cái gì chúng ta cũng phải xác định cái root cause, ở gốc rễ của cái vấn đề đó và các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta xử lý nó đòi hỏi không phải là chúng ta chỉ biết làm theo mà chúng ta đòi hỏi phải đánh giá các khía cạnh về mặt phạm vi về mặt thay đổi về mặt rủi ro về mặt thời gian về mặt chi phí vân vân và vân vân nếu như các bạn chỉ đơn giản là các bạn là người ta nói gì thì các bạn làm đó thì chắc gì cái yêu cầu khi mà các bạn làm xong nó có thể thực thi được trong thị trường nó có thể thực thi trong thực tế hoặc đôi khi các bạn sẽ thấy là các bạn dễ gặp phải những cái vấn đề là các bạn có rủi ro hoặc là nặng hơn có thể các bạn vi phạm pháp luật ờ, thì làm cái gì thì làm thì các bạn cũng phải thì nắm vững từng chút một cái yêu cầu như mình nói là bạn là cơ trưởng của một chuyến bay yêu cầu mà thì khi mà các bạn xử lý yêu cầu các bạn phải nắm rõ cái máy bay của bạn như thế nào nắm rõ cái hoạt động của máy bay như thế nào cái cơ cấu cái tổ chức từng cái nút từng cái đèn từng cái phần từng cái bộ phận trên cái chiếc máy bay nó đang cái trạng thái nó như thế nào nó ra sao có vấn đề gì hay không có rủi ro gì hay không vân vân và vân vân rồi quay lại thì các bạn thấy là cái việc tracing này, cái việc theo vết này nó sẽ giúp cho chúng ta phân tích tác động nhanh hơn và đơn giản hơn. Chúng ta có thể phát hiện ra những cái sự mâu thuẫn và lỗ hỏng trong các yêu cầu, hiểu biết sâu hơn về phạm vi và mức độ phức tạp của một thay đổi và đánh giá đáng tin cậy về những yêu cầu nào đã được giải quyết, những yêu cầu nào chưa thì các bạn sẽ thấy rằng thường sẽ rất khó để trình bày chính xác các nhu cầu và giải pháp mà không tính đến các cái mối quan hệ tồn tại giữa chúng. Các bạn BA cần cân bằng giữa số lượng các cái mối quan hệ và lợi ích thu được bằng cách đại diện cho chúng. Hỗ trợ các việc lập kế hoạch phân bổ và phát hành yêu cầu bằng cách cung cấp một đường nhìn trực tiếp từ yêu cầu đến nhu cầu được bày tỏ. Cái diagram ở dưới đây các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái sự trình bày trực quan về cái khả năng xác định nguồn gốc cho một cái quy trình và cho các cái yêu cầu về mặt À, làm về các yêu cầu về mặt phần mềm vân vân. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây một cái chu trình quy trình cái process nó đang được truy nó nó được theo dõi thì các bạn sẽ thấy nó có các cái yếu tố như sau. Đầu tiên là cái value chain cái chuỗi giá trị. Thứ hai là cái business process cái quy trình nghiệp vụ. Các cái sub process các cái quy trình phụ, các cái activity các cái hoạt động, các cái task các cái nhiệm vụ. À, thì các bạn sẽ thấy là ở đây khi mà các bạn xử lý về mặt quy trình thì một cái quy trình thứ nhất nó sẽ luôn có một cái giá trị của nó. Khi mà các bạn thực thi qua các cái activity, các cái task các cái nhiệm vụ trong một cái quy trình, các bạn sẽ thấy là nó sẽ mang lại các cái giá trị khác nhau, nó sẽ add value hơn. Chúng ta hay gọi là giá trị gia tăng. À, thì tất cả mọi quy trình nó đều sẽ có ý nghĩa tất cả mọi quy trình nó đều sẽ có những cái mục tiêu mục đích của nó và cuối cùng nó là mang lại giá trị à, không có một cái quy trình nào mà nó không mang lại giá trị cả và nếu như các bạn là một cái quy trình mà chúng ta không có một cái giá trị gì hết thì coi như cái quy trình đó không có đáng tồn tại à, thì các bạn sẽ thấy là một cái quy trình chung nó sẽ có các cái yếu tố để mà nó kết hợp lại với nhau à, thì các bạn sẽ có thể là chúng ta đi từ những cái nhiệm vụ những cái nhiệm vụ đó nó cần những cái activity gì để hoàn thành nhiệm vụ các cái activity đó nó cần làm theo một cái quy trình nào đó và các cái quy trình này cuối cùng nó sẽ có một cái chuỗi giá trị hoặc là các bạn có thể ngược lại là chúng ta xuất phát từ cái chuỗi giá trị mà chúng ta cần xây dựng các cái giá trị gia tăng qua từng các giai đoạn thì các giai đoạn đó được thực thi như thế nào gia tăng ra sao chúng ta sẽ có các cái quy trình các cái quy trình phụ và cụ thể hơn để hoàn thành các cái quy trình đó nó sẽ cần các cái activity các cái nhiệm vụ nhất định ở đây là một cái hai chiều à, các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể xác định rõ những cái quy trình nó luôn đảm bảo cho chúng ta những cái yếu tố như vậy tiếp theo các bạn khi mà các bạn xử lý về mặt các cái yêu cầu liên quan tới phát triển phần mềm thì phát triển phần mềm các bạn sẽ thấy là nó sẽ có thể xuất phát từ cái business ví dụ như là khách hàng hay là stakeholder người ta đang gặp những vấn đề gì, người ta đang có những cái cơ hội phát triển gì, người ta có những cái cơ hội số hóa gì. Và khi đó chúng ta sẽ tìm hiểu, chúng ta sẽ elicitate, và chúng ta sẽ khơi gợi yêu cầu để mà chúng ta nắm được những cái yêu cầu nghiệp vụ từ các cái yêu cầu nghiệp vụ đó chúng ta sẽ đưa ra những cái giải pháp phù hợp à, thì cái ở cái góc độ mà software requirement traceability này chắc mọi người ở đây cũng khá là nhiều bạn đang làm ITBA thì mọi người sẽ rất là dễ hiểu về cái phần này à, tại vì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ phải chuyển đổi từ thế giới thật chuyển sang thế giới ảo cho nên là khi mà các bạn xử lý về mặt các yêu cầu về mặt tracking các yêu cầu về mặt uh, traceability này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta cần phải track cả những cái khâu về mặt chuyển đổi. Tại vì nếu như các bạn không quan tâm những cái khâu về mặt chuyển đổi từ yêu cầu nghiệp vụ sang những cái yêu cầu về mặt hệ thống ấy, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ gặp phải những cái vấn đề gọi là logic không có phù hợp hoặc là đôi khi là các bạn sẽ thấy là những cái yêu cầu về mặt nghiệp vụ nó có thể uh, khá là trên trời, nó có thể không thể nào mà đáp được, không thể nào mà chuyển đổi sang dạng coding được vân vân. Thì uh, chúng ta cần phải có chú ý rất là kỹ về cái khâu chuyển đổi từ mảng nghiệp vụ sang cái mảng hệ thống. Rồi ngoài ra cũng có một cái rất là dễ hiểu đó là khi mà các bạn làm về mặt hệ thống, thì hệ thống hay là lập trình, nó là cái gì? Nó là toán học. thì nếu như nó là toán học thì nó đòi hỏi các bạn phải logic, phải trình tự, phải có cái sự lập luận chặt chẽ chứ không phải là thích gì làm nấy hoặc là kiểu một cách chung chung. cái gì nó cũng phải có cái sự cụ thể của nó. À, thì ở đây các bạn sẽ thấy là BA, BI, đặc biệt là ITBA các bạn phải rất cẩn thận về cái chỗ này. <laughs> không phải là các bạn chỉ quan tâm business requirement mà các bạn cũng phải quan tâm cái sự chuyển đổi giữa business và system nữa. Tiếp theo, như các cái chuyên khác, các bạn sẽ tìm hiểu về cái phần input và output, cái phần processing. Chúng ta có hai cái input đó là yêu cầu và design là thiết kế. Thì yêu cầu nó có thể bắt nguồn từ các yêu cầu khác, bao gồm mục tiêu, yêu cầu kinh doanh yêu cầu nghiệp vụ yêu cầu của các bên liên quan yêu cầu về mặt giải pháp yêu cầu về mặt chuyển đổi các cái thành phần các giải pháp các hình ảnh các quy tắc về mặt nghiệp vụ các cái sản phẩm công việc khác nhau về mặt thiết kế nó có thể bắt nguồn từ các yêu cầu khác các thành phần giải pháp và các sản phẩm công việc khác các yếu tố tác động lên cái trace requirement đầu tiên đó là level of formality chúng ta tạm dịch là cái mức độ trang trọng cái mức độ uh, nghiêm túc cái mức độ lịch sử thì khi truy tìm các cái yêu cầu các cái bạn ba cần xem xét giá trị mà mỗi bên liên kết được mang lại truy vết các cái yêu cầu các cái bạn ba cần phải xem xét giá trị mà mẫu mối liên kết được cho là mang lại cũng như là bản chất và việc sử dụng các cái mối quan hệ cụ thể được tạo ra à, nỗ lực theo dõi các cái yêu cầu tăng lên đáng kể khi số lượng các yêu cầu hoặc mức độ hình thức tăng lên dạ à, thì ở đây các bạn sẽ thấy là uh, nếu như mà chúng ta có một những, những cái dự án lớn những, những cái yêu cầu mang tính là như là rất là serious vân vân thì nó đòi hỏi chúng ta phải có cái sự liên kết chặt chẽ phải có cái sự nghiêm túc trong quá trình thực hiện còn không thì đôi khi các bạn sẽ thấy là có những cái yêu cầu nó mang tính qua loa có mang tính là không có được chú trọng không được chú ý không có được quan tâm vân vân và vân vân À, thì cái mức độ trang cái mức độ formality cái mức độ về mặt trang trọng thì nó luôn là một cái yếu tố mà các bạn thấy là nó có thể tác động vào cái mức vào cái sự và rarity cái sự ưu tiên của cái yêu cầu các cái mối quan hệ à, có một số loại mối quan hệ mà các bạn BA cần phải xem xét à, đầu tiên là the drive thì cái mối quan hệ giữa hai yêu cầu được sử dụng khi một yêu cầu có nguồn gốc từ một yêu cầu khác à, the drive thì ta, ta tạm dịch à, khai sinh ra cái sự phái sinh ra thì cái loại quan hệ này thích hợp để liên kết các yêu cầu ở các mức độ trừu tượng khác nhau ví dụ một yêu cầu giải pháp xuất phát từ một doanh nghiệp hoặc là một yêu cầu xuất phát từ các bên liên quan mối quan hệ phụ thuộc mối quan hệ phụ thuộc chúng ta rất là hiểu là các cái mối là giữa hai yêu cầu nó có một cái mối quan hệ nó phụ thuộc lẫn nhau và cái việc phụ thuộc này nó có thể bao gồm các cái hình thức như sau thứ nhất là phụ thuộc theo cái mức độ cần thiết à, khi việc thực hiện một cái yêu cầu cụ thể chỉ có ý nghĩa nếu một yêu cầu liên quan cũng được thực hiện và effort cái sự nỗ lực là khi một yêu cầu dễ thực hiện hơn nếu như một yêu cầu liên quan cũng được thực hiện. À, thì các bạn có thấy cái sự phụ thuộc lẫn nhau thì có thể mang tính song song hoặc là mang tính uh, hệ quả, mang tính nhân quả. Uh, satisfy cái mức độ về mặt thỏa mãn cái mối quan hệ giữa các yếu tố thực hiện và các yêu cầu mà nó đáp ứng. Ví dụ mối quan hệ giữa một yêu cầu chức năng và một thành phần giải pháp đang thực hiện nó. Uh, validate mối quan hệ giữa một yêu cầu và một ca kiểm thử hoặc một phần tử khác có thể xác định xem một giải pháp có đáp ứng yêu cầu hay không. Tiếp theo, các bạn xác định lưu trữ về việc theo dõi về việc truy vết này. Thì cái việc truy vết, cái việc theo dõi yêu cầu này được thành lập thành các cái văn bản mà được duy trì theo các cái phương pháp được xác định bởi các cái phương pháp, các cái công cụ quản lý yêu cầu có thể mang lại những lợi ích đáng kể khi mà cần theo dõi một số lượng lớn các yêu cầu có thể được coi là có thể quản lý được bằng cách tiếp cận thủ công. À, thì các bạn thấy là ví dụ như trong thực tế đi chúng ta thường có các cái công cụ ví dụ như là Jira hoặc là Trello để mà chúng ta có thể theo dõi từng cái backlog, từng cái user story, từng cái epic, từng cái feature, từng cái function vân vân và các cái phần đó nó được tổng hợp lại. Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta chia nhỏ từng sprint khi mà các bạn áp dụng mô hình agile scrum khi mà chúng ta chia nhỏ từng sprint thì các bạn thấy là các cái thành phần feature các cái use case các cái uh, backlog nó có thể bị đòi đạt với nhau và nếu như chúng ta theo dõi thủ công chúng ta không thể nào biết được là các cái backlog các cái feature vân vân nó liên kết với nhau như thế nào nó được quản lý với nhau như thế nào à, tuy nhiên với các cái công cụ ví dụ là jira hay là Trello vân vân thì chúng ta có thể dễ dàng tổng hợp lại đôi khi một cú lít chuột thôi chúng ta có thể dễ dàng tổng hợp lại tất cả các cái nội dung đó Uh, nguyên tắc và công cụ. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta cần các cái guideline và tôi như sau thứ nhất là domain knowledge. Thì cái cái kiến thức nghiệp vụ nó luôn một phần nó quan trọng. Cái gì là công việc BI nó cũng cần kiến thức nghiệp vụ cả và kiến thức và chuyên môn đánh vực nghiệp vụ cần thiết để mà có thể hỗ trợ trong quá trình mà các bạn truy xuất, các bạn có thể vết Information management approach, các phương pháp tiếp cận trong việc quản trị thông tin. Nó sẽ giúp cho chúng ta uh, quyết định được các hoạt động lập kế hoạch À, các cái hoạt động mà duy vớt các cái hoạt động xác định nguồn gốc vân vân nó có thể dễ dàng được thực hiện à, các cái vấn đề về mặt pháp lý các cái thông tin về mặt pháp lý các cái thông tin về mặt quy định nó sẽ giúp chúng ta các mô tả các nguyên tắc hoặc quy định lập pháp phải được tuân thủ những điều này có thể cần xem xét khi mà xác định các nguyên tắc về mặt traceability à, requirements management tool repository thì các cái yêu cầu các cái công cụ để mặt... Mà các cái yêu cầu các cái công cụ về mặt lưu trữ à, chúng ta có thể hiểu là các cái công cụ này có thể đơn giản như một tài liệu văn bản hoặc phức tạp như một cái công cụ quản lý chuyên dụng như là Jira hoặc Trello các cái techniques thì chúng ta tham khảo về các cái techniques mà có thể áp dụng ha rồi thì các cái các cái bên liên quan thì các cái bên liên quan ở đây các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều bên liên quan đầu tiên là customer à, customer thì họ là những người thực thi họ là những người tư vấn hoặc là những người approve đôi khi là những người approve à, domain subject matter expert để mà tư vấn về mặt domain knowledge end user người dùng cuối là những người mà các bạn có thể thấy là các mối quan hệ phụ thuộc cụ thể cho phép các yêu cầu nhất định được thực thi cùng một lúc hoặc là theo một cái trình tự cụ thể implementation subject matter expert những cái bạn chuyên gia về cái việc triển khai Operational support, những cái bạn về mặt vận hành, project manager, sponsor, supplier, tester, những cái người liên quan tới việc mà vận hành dự án, vân vân và output các bạn có thấy ở đây đó là cái requirement nó đã được theo dõi nó đã được xác định nguồn gốc nó đã được truy vết vân vân và các cái thiết kế nó, nó cũng tương tự như vậy nó đã được theo dõi nó đã được truy vết nó cũng đã xác định nguồn gốc nó như thế nào à, thì các bạn sẽ thấy là các cái mối quan hệ các cái sự phụ thuộc các cái sự tương quan với nhau nó đều đã được phải được xác định rất là rõ ràng thì nghe cái phần này các bạn sẽ thấy là nó rất là gần gũi tới cái công việc hàng ngày của chúng ta các công việc hàng ngày của ITBA các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta xử lý yêu cầu chúng ta thường sẽ áp dụng những cái công cụ ví dụ là user story những cái công cụ ví dụ như là use case để mà chúng ta xác định được các cái mối tương quan các cái mối phụ thuộc các cái mối tác động lẫn nhau qua lại giữa các cái yêu cầu đối với nhau nó như thế nào à, thì qua cái phần này thì các bạn sẽ thấy là cái việc mà xử lý yêu cầu nó đòi hỏi BA phải dành rất là nhiều thời gian để mà có thể quản lý để mà có thể theo dõi các bạn sẽ thấy là đối với cái công việc về mặt ATBA đôi khi nó, nó rõ ràng nhưng mà đối với các bạn thấy công việc non ATBA đôi khi các cái yêu cầu các cái mối quan hệ các cái thiết cái, cái kế này kia đôi khi nó khá là mơ hồ việc mà quản lý này nó cũng đòi hỏi các cái công cụ đặc thù À, thì bản chất thì các bạn sẽ thấy là về mặt Technic nó sẽ có hỗ trợ các về mặt các cái công cụ nhất định để mà các bạn thể quản lý thì sau này khi chúng ta nói về cái chương số 10 về các cái tactics thì mình sẽ nói rõ hơn là à, khi mà chúng ta xử lý các cái công cụ khi mà chúng ta sử dụng các tactics thì chúng ta sẽ à, áp dụng trong cái việc quản lý yêu cầu này nó sẽ như thế nào à, hai lúa cho các bạn chúc các bạn thành công